Chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thái Gia Biển. Bây giờ này là 8 giờ tối và cả nhà thấy không gian hôm nay hơi rộng rãi và chống vắng những cái kệ không ạ? Và đây là những cái kệ, đây là Thái còn mỗi kệ tre khi mà Thái đặt một cái bếp tre thôn quê ở nhà Thái. Đây là những cái hũ ruốc ở cả nhà. Đây ruốc rất là nhiều luôn. Một hũ ruốc như vậy nè. Nấu cháo, nấu canh, ăn nhậu. Hôm đó mình không có thời gian mình nấu nướng gì cho thiếu nấu canh. Có canh hết, bỏ vào cơm ăn liền luôn cũng rất là ngon. Bởi vì đây là ruốc sấy và đã chín rồi, rất ngon, 145 ngàn. Đây là sản phẩm mà Thái rất tự tin để bán luôn, cực ngon. Tại vì ruốc của bên Thái là không bao giờ có két. Ruốc là nó sẽ vô mùa và nó hay đi chung với két lắm. Nhưng mà ruốc này ruốc sạch, ruốc ngon. Nhưng mà hôm nay là báo tin với mọi người, bán ruốc thì mọi chuyện luôn luôn trong suốt ha. Và kệ biến mất ở đây là đã dời qua một cái địa điểm mới, là em Thái đầu tư vào là gần 100 triệu là vừa mua tủ đông mới và vừa trang trí và tiền thuê mặt bằng, tiền đặt cọc. Ở đây là cuối năm mình vừa chi xe và vừa thuê một cái mặt bằng mới nữa. Bởi vì có một lý do rất đơn giản thôi, là ở nhà Thái thì đóng hàng của ông xã giờ cũng rất là nhiều, cuối năm cực kỳ nhiều. Và bác cô chú anh chị mỗi ngày biết thêm Thái Nhà Biển thì mỗi ngày tăng lên một xíu. Và có ghé thăm, xuống đây uống nước trà với Thái nè, rồi ngồi tâm sự với nhau nè. Thứ hai đặc biệt là cô chú xuống ủng hộ những cái mặt hàng đặc sản của miền Trung và cũng như hải sản của Thái rất là nhiều. Là Thái mua nhưng mà có rất nhiều cô chú đi xuống đây không được, đơn giản là chạy lạc đường. Bởi vì Thái là ở khu phố 5, đường số 10, nhưng mà mọi người hay chạy nhầm qua bên chỗ đường ray tàu lửa bên chợ Hiệp Bình. Cô Thái là bên chợ Hiệp Bình Chánh cả nhà. Nhưng mà hôm nay bỏ vào một thứ đi nha, mình quên hết những cái gì mà mình chạy lạc đường nha quý cô chú anh chị. Thái sắp sửa có một cửa hàng nho nhỏ bé bé xinh xinh thôi. Hôm nay vừa mới sơn xong cả nhà, là ngay siêu thị Gigamore đường Phạm Văn Đồng. Thì sau clip này thì bữa nay tối rồi, sáng mai thì Thái sẽ quay cái đoạn đường để cả nhà mình á rất là dễ. Khi mà di chuyển xuống đường Phạm Văn Đồng có một cái siêu thị rất là lớn, là siêu thị Gigamore. Thì bên hông bên tay phải luôn là có đường số 20. Cả nhà cứ chạy thẳng vào đường số 20 và chạy khoảng tầm khoảng 150m, nhìn bên phía tay phải luôn là gặp cửa hàng Thái Nhà Biển. Còn hôm nay buổi tối thì em Sam mấy bữa nay rất là muốn ba mẹ chở đi dạo Sài Gòn, nên là quyết định là chở em đi dạo. Sẵn tiện gửi những cái đơn hàng của khách hàng Thái Nhà Biển. Đây là có chị Uyên ở quận 12 đặt hai set súp. Đây, một set như vậy là 6 chén. Và đây là súp bào ngư bông bóng cá của xà đẹp. Rất là dễ tiện lợi luôn, chỉ cần chân cách thị khoảng 5-10 phút là mình ăn ngay, rất là ngon, bồi bổ cơ thể. Đây, cảm ơn chị Uyên rất là nhiều. Và đây thì Thái có tặng chị Uyên một món quà Tết. Đây. Và thứ hai nữa là một cô ở Gò Vấp và Tân Bình. Ở Gò Vấp thì cô đặt một cái combo mà hai vợ chồng Thái đang khuyến mãi dịp xuân đến Tết về. Hôm bữa là Thái xào là có nửa ký thôi, hôm nay là Thái gửi lên là nhiều. Cô nói ủa sao giao nhiều hải sâm thế, tại vì hôm bữa Thái dùng có nửa ký, còn đây là một ký hải sâm két, ăn rất là ngon luôn và giòn giòn mùi như thịt gà, cái da gà ngon lắm. Và bào ngư Úc, bào ngư Úc này thị trường hiện tại là hơn 1 triệu một ký rồi nghe cả nhà. Nhưng mà em Thái truy ăn, tại vì cuối năm em Thái gia đình em Thái có thêm một chiếc xe, nên là Thái muốn chia sẻ. Thì mình không có gì hơn, mình lấy đồng lời mình chia sẻ thôi cả nhà. Là những sản phẩm thì tặng, mình sẽ tặng kèm như hải sâm này, rồi thêm một bị cồi sọ điệp nữa. Đây là cồi sọ điệp mà ăn rất là ngon nha. Cồi sọ điệp này là cồi sọ điệp hoành, nấu canh cực ngon luôn, rim tiêu cũng ngon, xào mì cũng ngon, nấu gì cũng ngon, nước rất ngọt, không cần nêm nếm gì luôn nha cả nhà thử. Và mặt hàng đây nữa đó chính là sò điệp nửa mảnh. Đây, sò điệp nửa mảnh một bịch, từ 8 đến 10 con mà trung bình là khoảng 8 con. Cái này có mạ một lớp đá để bảo vệ con sò. Cái này nướng nha cả nhà, trời ơi nướng ăn ngon lắm, 250 ngàn một ký. Rất là ngon và tiện lợi luôn. Và bên này thì là mực trứng, mực ống nháy thì bữa giờ Thái hớt sạch rồi cả nhà ơi. Nhưng đợt này vô mực trứng nhiều quá, tự nhiên một con nào cũng có trứng nhưng mà cùng một giá cả nhà ơi.
mực trứng thì nó cũng cùng size nhưng mà nó cũng bằng giá với mực nháy luôn, nó cũng y chang, chất lượng y chang nhau, chỉ là nó có trứng thôi. Nhưng mà giá thì rất là cao, nhưng mà Thái không tăng đâu, bởi vì Thái chữ hàng, Thái với Thái có kho lạnh, Thái chữ hàng cho cả nhà cho nên được giá dễ. Đây là 430.000 một ký hai bịch. Và hôm nay có một chị đặt mực phơi ở quê Thái, một trong những mực này mà mình chiên lên ăn rất là ngon, hoặc là mình nướng. Nhưng mà có nồi chiên không dầu á, Thái khuyến khích nha, mình có nồi chiên không dầu á, tiện lợi luôn, là mình cứ bỏ nguyên một bịch này vô xả đông, sau đó mình lấy một con nha, mình bỏ nồi chiên không dầu, mình bắn nhiệt độ, mình nướng thôi. Trời ơi, chấm với chẩm chéo ngon lắm. Và cả nhà ơi, nếu mà mua khoảng 2 kg mực này, hai cái mực dẻo này, mình sẽ được tặng một hũ chẩm chéo nha, rất là ngon luôn. Giờ đi ship hàng thôi. Sam ơi, dạ, ok, tí mì cho bánh. Giờ mình đi dạo Sài Gòn nha. Rồi. Ok không? Để đã trả tiền nữa. Không té. Không. Ok. Ông nữa. Ok. Sam nói là chở anh Phát và ông nữa. Hôm nào mình về quê mình gặp nha. Giờ mình sẽ đi giao hàng và mình sẽ đi dạo luôn Sài Gòn về đêm. Có chị Nu luôn. Ngon. Ồ, đẹp chưa? Đây là ngã tư Phan, ngã ba thức ha. Ngã ba Phan Quang Trị và Thống Nhất, một trong những nơi mà Thái đã từng sinh sống trên đây. Đợt nhà Thái là ở đường Lê Văn Thọ cả nhà. Hay đi ngõ này lắm nè. Giờ giao hàng lên cho cô trên Thống Nhất. Trên Gò Vấp nhiều món ăn ngon lắm cả nhà mình. Ở đây có một tiệm, anh thức nhớ tiệm nào không? Đúng rồi, vịt nướng lá mặt cực kỳ ngon luôn. Đây là phần quà Thái tặng cho cô là hộp hạt điều. À, Thái xuống Thái giao đồ rồi. Giờ là chạy tới đây không biết được có bị giả đông hay nữa, tại vì hôm nay giao hơi nhiều hàng, nhưng mà còn là giao ở xa không ấy nha. À, cũng đỡ từng xíu mà mình đi dạo một vòng luôn. Đi, cô ơi. Thái sẽ xuống giao bài cốp lấy sức và đi giao nha cả nhà. Bên này là Sam ngủ rồi cả nhà mình ơi. Cảm ơn Thái quá. Cảm ơn chị nha, cảm ơn chị ủng hộ sức. Dạ, em cho xin phép dùng một tay nha. Được rồi. Đấy chị xem nè. Đó. Chị coi gì nói mới rửa tôm 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 số biển. Dạ. Chị nói bữa nào mực trứng á, ngon lắm. Nó bao nhiêu ký hả? Dạ 430.000. Em bán tới 28 Tết là có gì điện em. Khi nào mình dùng điện xong em biết nhà em chạy xuống em đưa. Mua luôn. Mực có tặng chậm chéo không? Mua mực mua nhiều được tặng. Trời ơi. Dạ, nhà chị trong này. Ngoài ở. Thôi cho em nắm tay miếng nha. Cảm ơn em nha. Dạ, chị nhìn thấy cho em, chị biết thấy nó hả? Thấy em được không? Được, gái ngoài mình xinh hơn trong hình. Trời, nửa mũi. Chị đi tới đường số 25 mà chứ không biết đường vô nhà số 10. Em chuẩn bị mở một cơ sở mới rồi. Ở đâu? Ở ngay siêu thị Gigamo luôn. Ở đâu? Cũng ngay Thủ Đức luôn. Ngay trên xe thì có ông xã em đứng trên đó. Đây. Chào mừng cả nhà đã đến với cửa hàng nha. Hôm nay Thái tới thì Thái sẽ trang trí thêm một số điểm nữa cả nhà. Đây là mặt bằng mà hai vợ chồng Thái đã chốt. Và bây giờ là đang di chuyển bàn ông địa. Đây là một trong những tin mà Thái rất là vui khi mà được rước ông thần tài thổ địa. Đây là hai ông mà lần đầu tiên Thái thỉnh từ trên chùa Phổ Quang ở Tân Bình. Là lúc mà Thái mới bắt đầu kinh doanh hải sản. Bây giờ cũng 7 năm rồi. Và cũng ngôi nhà của ông
Và ông thằng tài thổ địa này á, tí nữa Thái sẽ bật mí lý do vì sao Thái mang về lại cửa hàng nhà mình. Giờ thì Thái sẽ về nhà, ngôi nhà của mình tắm rửa, bởi vì hôm nay đi quá là mệt rồi cả nhà. Và đây là ông thằng tài thổ địa mà lúc Thái lúc còn sinh viên mà Thái kinh doanh ngành thị hải sản cũng được 7 năm rồi cả nhà. Và cả nhà biết gì không? Ôi mừng, mừng lắm. Lúc mà hai ông còn giờ theo mình những chiếc xe hai bánh, giờ cùng mình có được chiếc xe 4 chỗ. Thì mấy bữa nay thì hai ông là ở dưới nhà của chị Năm của Thái. Và bây giờ là Thái đã thỉnh về lại. Và hy vọng là Thái sẽ cố gắng phát triển đặc sản miền Trung của mình, và đặc biệt là ngành thủy sản. Giờ thì về nhà tắm rửa nha. Giờ rất là mệt rồi. Trời ơi bụi lắm mà ẩm sao qua đây. Em là ba mẹ. Ờ vậy á. Em làm ở đây nay dở cơm rồi thì em luôn. Anh nấu gì vậy? Bánh canh chả cá. Bánh canh chả cá. Hôm nay điện đang làm nên là mình chưa có bật điện ở nhà. Wow, bánh canh chả cá giò heo. Ngon vậy? Hả nhà hết chưa anh? Chào Sam nha. Rồi con đi vào đi để bụi. Ủa nước đại viên anh. Trời ơi. Chế nước luôn nha. Sướng quá ta, khoan đợi em xíu, để em tìm cái góc nào có ánh sáng. Tại vì cả nhà ơi, cửa hàng Thái thì đang chuẩn bị thêm đèn điện cho nó sáng đó cả nhà. Anh đang mang hải sản lại một số mặt hàng qua để chuẩn bị bán luôn ở bên cửa hàng này. Tại vì con đường này thì cũng rất là đông cả nhà. Đây là Lì Anh, Lì Em sẽ phụ. Tí nữa làm đèn hết xong rồi là bật đèn lên là rất là sáng luôn. Cửa hàng này cũng nhỏ, ngang là 4m, chiều sâu là tầm 10m cả nhà. Sam ơi, ăn chưa? Ăn rồi. À, Sam chào cô chú đi. Là con Quân giơ tay lên xin chào cô chú. Cô chú qua ủng hộ mẹ con nhé. Rồi đây luôn cả nhà ơi. Hôm nay chủ nhật nên là bé được nghỉ. Ánh sáng hơi tối không cả nhà thông cảm nha. Cũng cố gắng bật đỡ đèn lên cả nhà. Wow, thơm vậy. Ở nhà mình ăn hết chưa anh? Ăn hết rồi. Anh đổ hết luôn rồi. Ui. Đổ rồi từ đó luôn rồi. Ây da, ây da. Trời ơi, thơm quá. Wow. Giờ này là 1 giờ, hơn 1 giờ rồi cả nhà. Giờ Thái mới được ăn trưa. Nãy anh thức có điện về nhà. Nhưng mà ở bên đây còn làm một ít đồ nữa, cũng chuẩn bị để cho khán giả Thái Nhật Biển dễ tìm đường. Nhà Thái thì gần mở cửa hàng gần siêu thị Giga Mall luôn cả nhà. Ngay đường Phạm Văn Đồng có cái đường kế bên là đường 20 á, cả nhà đi thẳng vào số nhà số 12 nha. Thì ăn bánh canh chả cá thì không thể nào thiếu nước mắm nhỉ Thái Nhà Biển. Chơi mới luôn. Qua chỗ mới, khu chơi mới luôn cả nhà ơi. Wow. Thơm quá, mùi nước mắm truyền thống á cả nhà, nên cái mùi rất là thơm luôn. Ôi, đã chưa? Đây. Đã quá. Nãy xong ăn hết không anh? Có. Đây là cả nhà ơi, coi tô bánh canh anh thích nấu không? Đây là giò. Wow. Hai cục giò luôn. Và bánh canh chả cá không thể nào thiếu được chả cá. Đây. Mời cả nhà nha. Chả cá là em biết anh lấy đâu rồi đó. Ở nhà mình đúng không? Chả cá thu ngon thế nào. Lên đói bụng. Chấm miếng mắm. Tuyệt vời luôn. Chả cá này lắm. Miếng này mình ăn rất là dày. Và 1kg có 260 này nè cả nhà, ngon lắm.
cái này là bỏ xá sùng khô vô ha. Ừ. Ngọt lắm á. Cho cục giò này. Anh nấu cái nồi này khoảng mất bao nhiêu phút anh thích? Gần 2 tiếng. Ngon hơi ướt. Hầm má hầm cho cái giò nó mềm. Ừ, nghe ăn ngon lắm. Nhưng mà hơi nghẹt một xíu á. Chan mắm. Ồ, chan mắm. Thấy chả cá. Hôm qua giờ đi giao hàng á, cho anh chị cái giả. Ôi, vui lắm mấy nhờ. Được nắm tay, được ôm nhau. À, cuối năm mình cũng sẽ cố gắng để bán thật là nhiều đơn hàng, để tại vì cuối năm nay chi hơi nhiều ở nhà. Wow, củ cải. Chả cái ăn hết luôn. Bên Thái có chả mực cũng rất là ngon. Này nha, sếp các cô á, được mọi người ủng hộ quá trời luôn. Có những cô chú quay lại, nhưng mà có một số cô chú thì không hợp khẩu vị là do vì hơi ngọt. Bởi vì quê Thái á, là hay tẩm những loại cá mà có đường một xíu để đi mình vận chuyển nó dễ dàng hơn cả nhà. Mình đang mình chấm tương ớt nè, và cá biển á, khô á, và cái hơi tanh. Chứ nó không như là cá lóc hay là cá riêu hồng. Mấy cá nước ngọt nó không có tanh nữa nha. Đây cũng bởi có cái máy tính ở đây, in hóa đơn ra luôn. Đó, bài bản luôn ở nhà. Cơ sở này cả nhà tới dễ lựa chọn những sản phẩm. Còn ở bên nhà Thái á, là cơ sở kho đông quán thức á, cho nên là hơi bừa bộn nè. Thứ hai nữa là hàng giao vào liên tục, nên là cô chú tới á là chưa có, em Thái chưa có chăm sóc kỹ, đường cũng khó tìm nữa. Còn đường này á là ở nhà Thái á, ô tô chạy tới luôn. Nên là quý cô chú anh chị mình mà đi ô tô á là tới thẳng cửa hàng em luôn. Mà đặc biệt nha cả nhà nha, cô chú tới cửa hàng nhà em á, cả nhà sẽ được giảm là 10% tổng bill. Giảm 10% tổng bill từ đây cho đến 28 Tết thì cả nhà. Nếu như tới cửa hàng mới của em Thái nhà biển tới mua, tới tận nơi mua sẽ được giảm 10%. Và ngoài ra thì cả nhà sẽ được nhận những cái bao phong bì Tết nữa. Em Thái có in những cái bao phong bì lì xì Tết đẹp lắm. Một hai ngày nữa người ta cũng giao tới. Và có một vị vỏ sò điệp Nhật bự như này. Em Thái cũng vào luôn, cả nhà tới đây là đều có quà mang về hết. Quà đặc sản miền biển, vỏ sò, vỏ ốc. Giờ thì nãy giờ chắc mình ăn hơi trễ nên là mình ăn cái cảm giác nó rất là no. Giờ thì hy vọng với cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ Thái và tới cửa hàng gặp Thái nhà biển để cùng nhau ủng hộ những chai nước mắm, những đặc sản miền biển, những con cá khô, những con mực, những chai mắm nêm, những chai mắm ruốc. Giờ thì Thái xin kết thúc video tại đây, để cho anh làm điện ảnh khoan tường thì sẽ hơi có tiếng kêu, nên là video hơi ngắn thì mong cả nhà thông cảm nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà tại cửa hàng của Thái nhà biển nha. Thái ghi địa chỉ bên dưới nha. Nhà ơi, cả nhà xem video hôm nay có hay không ạ? Có yêu thích không ạ? Có gì góp ý cho Thái nhà biển nha. Giờ thì em Thái xin ít phút để quảng cáo một số sản phẩm đặc sản miền biển về Hương Thái, làng chài Phước Thể, Tuy Phong, Bình Thuận. Trên đây Thái đó là sản phẩm đến từ cá cơm. Cá cơm thì quê Thái là một trong những xã có lượng tiêu thụ cá cơm nhiều nhất luôn cả nhà ơi. Và đến mùa là vào tới hàng trăm tấn luôn. Trên Tây Thái đây là sản phẩm cá cơm khô là được tiết làm hai luôn cả nhà ơi. Một bịch như gì 500g chỉ 130.000. Mình có thể rang hoặc là mình có thể chiên với tỏi ớt và làm bánh sờ nách ăn cực kỳ ngon luôn. Và đây là sản phẩm của gia đình Thái, đó chính là nước mắm nhĩ cá cơm nguyên chất. Một lít như gì là chỉ có 140.000 một lít loại 1. Và bên này là
nước mắm, nhĩ, cá cơm loại đặc biệt và 190.000 một lít. Và nếu như cả nhà mua về nước mắm nhĩ, mua 3 lít, cả nhà sẽ được tặng một hũ chẩm chéo của anh Hải Sapa TV. Và tiếp theo đến ở dưới, đây, Lì ơi, đây là nước mắm cái hay được gọi là mắm nêm nguyên con, 350g, chỉ có 45.000 đồng thôi. Mua 6 chai sẽ được miễn phí ship. Ăn thịt luộc hoặc là mình làm với lại gỏi cuốn, mình chấm ăn cực kỳ ngon cả nhà ơi. Và thêm hơn nữa là một tô bún mắm nêm ăn tuyệt vời. Và một đứa con mà Thái mới ra mắt đó chính là mắm ruốc. Đây cả nhà ơi, đây là mắm ruốc của Thái Nhà Biển, trọng lượng là 350g và có giá là 70.000 một hũ. Đây là mắm ruốc đã có gia vị, mình có thể dùng chấm trái cây, xoài, cóc, ổi, mặn, hoặc là mình làm nước chấm cho các rau, củ, quả như rau luộc, kho vẹt. Và đặc biệt mắm ruốc này cả nhà rang cơm mắm ruốc ăn cực kỳ ngon, cực kỳ đỉnh luôn. Và thứ hai nữa đó chính là món chủ đạo của mắm ruốc, đó là thịt kho mắm ruốc. Cả nhà mình có một hũ mắm ruốc trong nhà, khi đói đói mình ăn vào một đĩa cơm nóng cực kỳ ngon. Đây có chương trình mua 3 miễn phí ship, mua 4 tặng 1 được 5. Tất cả các sản phẩm bên Thái đều có tại cửa hàng Thái Nhà Biển, thôn 2, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nếu như cả nhà yêu thương Thái, hãy đặt cho Thái với số like là 0938 280121 hoặc 0934 986674. Cả nhà yêu thương hãy order và ủng hộ Thái Nhà Biển nha. Đây là một trong những sản phẩm góp vào kinh phí để Thái cố gắng đi vay trên đường YouTube của mình. Và sau đây là vi trình muối nước mắm của gia đình Thái Nhà Biển 100% từ cá cơm và muối hột. Mời khán giả Thái Nhà Biển cùng theo dõi nha. Mời mọi người xem vi trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là vi trình ban đầu. Thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều. Nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hạt muối. Đây là muối của Bê Thái. Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo. Và đặc biệt đây là của Cửa Lấp nha cả nhà. Đây, muối được hòa nguyện với từng con cá, làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá. Sau đó chúng sẽ bỏ vào hạt. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân Bê Thái, người dân làng chài xứ biển, thì cái con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái khạp như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, có cả muối nữa. Với bàn tay của người dân và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn với những với khách hàng đầu tiên và những với khách hàng luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm, tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha, hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái. Mắm cái hay được gọi là mắm nêm, về Thái thường dùng để là ăn bún mắm này, hay là ăn gỏi cuốn này. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm là Thái đã pha trộn giữa những trái khớp này, những lát chanh và đường được hòa nghiện với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon. Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe. Mua nước mắm thì alo Thái nha. Mắm nhĩ 140.000 một lít và mắm nêm 45.000 đồng một chai. Mọi người cứ alo Thái Nhà Biển nha.